Tiếp tục chương trình giới thiệu loa cho các bác đây. Mùa Covid nên em khui hết, em lột hết trần chuồng ra cho các bác xem. Clip này giới thiệu đến các bác hai mẫu loa thôi, hai mẫu loa. Bên đây là đôi loa acoustic. Acoustic thì đã có về lô trước hết, hôm nay lại mới về tiếp được. Acoustic em lại khui hàng cho các bác. Acoustic này. Bên cạnh này là dòng loa DAE. Bên này là DAE này. DAE thì đối với dòng này bass 30 thì dòng DAE này trước em bán khá là nhiều. Bán khá là nhiều rồi. Nghe khá là nhiều. Mức giá cũ của nó cho em ơi. Mức giá cũ 9.8 triệu. Không, này, nhân viên ghi xuống nhá cho các bác đi. Em ngược lại cho 89 đi. 89 nha. 8.9 triệu. Không phải đâu, nhân viên ghi 9.8 triệu xuống rồi. Giờ đây lấy được nó giảm giá rồi. Xuống rồi. Bỏ này đi. 8.9 triệu chứ không phải 9.8 triệu. Giảm cho các bác cả triệu rồi. Được chưa? Cả triệu rồi. Riêng đôi DAE này thì đã có giới thiệu và bán cho các bác là rất là nhiều. Thì quay vào chi tiết luôn này. Đối với đôi loa model DAE thì con này là Dexing in Germany. Hàng này vào sản xuất và thiết kế theo tiêu chuẩn của Đức nhé. Germany. Sản xuất và thiết kế theo tiêu chuẩn của Đức này, Germany này. Các bác này, ở trên con loa này các bác nào muốn tìm hiểu chi tiết của nó ấy, thì các bác gõ vào trên máy tính, điện thoại, laptop hoặc các bác gõ đường link này www.dae.audio.com nhé. Ở đây nó sẽ tìm đến đường link của dòng loa này. Đấy, để tìm hiểu chi tiết thêm. Con này là con DAE, model của nó là XL12+. XL12+. Con này là 21kg một loa. 21kg một loa, một đôi là 42 rồi. Công suất chịu đựng tối đa, công suất max có nghĩa là công suất tối đa của nó là 800W một loa. 800W một loa, trở kháng là 8 ohm. Công suất max đấy. Công suất max 800W, trở kháng 8 ohm. Nhá. Chưa? Con này được sơn với sơn sần. Dòng loa này sơn sần. Độ bền thì khỏi phải nói với đôi loa này rồi, không phải nói. Em giới thiệu qua về cái hình thức bên ngoài của nó. Mặt trước thì nó được bọc e căng lưới sắt, nhưng lưới sắt nhưng mà do loa bãi vẫn còn đẹp nhá. Loa bãi vẫn còn đẹp nhưng nó vẫn còn được giữ được cái lớp nỉ. Còn bên trong của nó đây ạ. Bên trong của nó là lưới sắt, lưới thép. Nhưng mà do loa bãi nó vẫn còn đẹp. Bác nào không thích thì bóc lớp nỉ đi. Còn nó vẫn còn giữ được zin lớp nỉ. Còn về đây, về phía bên trong. Bên trong thì phân tần với trở của nó đây ạ. Phân tần với trở của nó đây. Em cứ quay gần chi tiết cho các bác nhìn nó dễ. Phân tần với trở. Đấy. Phân tần với trở của nó đấy. Đấy, được chưa? Phân tần với trở của nó. Đôi này bao cho các bác đánh xõa, đánh hai luôn. Còn về con tép của nó này, con tép kèn. Con tép này được sản xuất cho nào. Con này là con tép này là model là DE160, trở kháng 8 ohm này. Hàng made in Germany, không phải, made in Italy. Đây em cho bác nhìn này. Made in Italia, các bác nhìn nhé, made in Italia. Đấy. Củ loa đây, các bác nhìn tem này. Còn tem chống hàng giả luôn. Còn zin trên loa nhé. Tem chống hàng giả luôn, được chưa? Trên tem, em đọc trên tem cho các bác này. Trên tem made in Italy luôn. Tem bóng đấy, made in Italy luôn. Tem này là tem ánh đấy, tem ánh kim nhé. Tem chống hàng giả luôn, đấy. Được chưa? Italy. Củ nó chiều sâu 20. Đấy, kèn đấy. Còn về bên đây, đây là sang con củ của nó. Con củ của nó thì báo các bác là tất cả thông số thì nó dập trên này rồi. DAE này. DAE tất cả thông số này, DAE acoustic này. Rồi là con này DAE model là 12W76EG. Tất cả cái đường link của nó đây, các bác nhập cái này vào này. www.daeaudio.com này sẽ vào được cái đường link của cái trang giới thiệu về sản phẩm đôi loa này cũng như là xuất xứ của nó. Các bác nhé, bác cần thì bác gõ cái đường link này vào YouTube, vào trên Google, máy tính điện thoại, nó sẽ ra được cái trang
cái trang để giới thiệu về sản phẩm đôi loa này. Đấy là về đường link về hãng công ty. À, còn về củ loa, loa thông cảm nhé, nhà thì nó bằng củ loa. Đây bát 30 màng giấy gân vải tẩm dầu, con này thì bao cho các bác đánh sân khấu hội trường ngoài trời cũng được, đánh cả 100m². Con này thì côn nói em như em mọi ngày em vẫn không biết đọc, em không chuyên về con này nên côn em chỉ nói luôn là nó to đúng vào cái bát nước chấm của mình để cho nó nhanh, thì bác ăn khoảng của em thế cho nó nhanh. Chứ em thì cứ thấy loa nó chất chất em đọc cho các bác đây. Con này đây, con này có cọc nhé, có cọc để giá loa, giá cọc phía dưới có giá cọc này. Phía trên thì có thể treo loa được. Đấy, tùy các bác thích treo giá. Mức giá là 8.900.000 một đôi này. Mức giá 8.900.000. 8.900.000 ạ. Các bác nhá, các em nhá, mức giá của nó là 8.900.000 đôi này. À, sang đến bên đây. À, bên này đó là đôi loa acoustic. Thì đối với đôi acoustic này em có giới thiệu rồi. Có giới thiệu rồi nhưng hôm nay nó về cùng cả cái lô hai lô này. Nó về tiếp nên là em tiếp tục lại giới thiệu. À, đối với acoustic này thì báo cáo quý vị là bao hay bao chất và bao loa đánh mê đánh phê luôn, 5.800.000 bao rẻ nhất từ trước đến nay rồi các bác. Đối với dòng loa full này bao rẻ nhất. Con acoustic này cái thùng nó còn to hơn của con kia. Các bác nhìn này, cái đường kính chiều ngang của con này này 40 đấy ạ, nhưng đường kính chiều ngang của con này chỉ 36 đến 38 thôi, được chưa? Đấy. 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 Acoustic chiều sâu sâu hơn. Chiều sâu đây. À, chiều sâu này, chiều sâu 40, chiều cao thế này, chiều cao 50, con này với con kia đều chiều cao 50 như nhau. Thì à, về với acoustic thì em quay củ loa cho các bác nhìn này. Tại sao em dám bao hay bao đánh bát mềm cho các bác? Bởi vì riêng dòng loa full thì ít khi người ta làm gân mút như thế này đó. Mà cái dòng loa như gân mút như này, loại này thì đa số là họ đặt ở dòng loa, ví dụ như là loa đơn, loa nằm ấy. Nhưng con này nó lại đặc biệt, nó lại được thiết kế là con loa full lại 2 bát 25 nằm trên một thùng từ kép luôn. 2 bát 25 nằm trên một thùng từ kép nhé. Từ kép này. 2 bát 25 4 tép này. Các bác nhìn này. 4 con tép luôn. 4 con tép giấy. 4 tép giấy nhá. 2 bát 25. Con này thì bao đánh hay, bao đánh mềm và bao hát hay luôn và bao nghe nhạc hay nốt cho các bác. Bao nốt cả giá rẻ nhất từ trước đến nay đối với dòng loa full này và bát 25 từ kép này, được chưa? Các bác em quay thật chậm thật gần cho các bác nhìn từ mới lại chóa loa thì bác biết loa như thế nào rồi. Đấy, chưa, từ kép 5.800.000 đôi này, 5.800.000 đôi này. Và đôi này đang đứng để hiện tại bây giờ đang đứng top số 1, đang đứng top số 1, không có hàng liên tục của em. Riêng đôi này đang đứng tốt số 1, liên tục hết hàng và mới về được ít thôi. Và sau đây nữa đến đôi tiếp theo em chuẩn bị test kia. Cái đôi 4.800.000 này, loa full này. Nó sẽ là top 1, lật lại ngược lại con này. Nhưng con này mặc dù là nó bị rơi mất tem thôi, nhưng nó còn chất hơn nhiều. Nó mất tem thì mất các bạn. Mất thì mất nhưng nó sẽ còn chất hơn. Bởi vì nó có 4.800.000 thôi. Nhưng mà đánh em đánh ngoài trời luôn cho bác đấy. Được chưa? Đấy. Đấy, các bác nhìn chưa? Con này thì được rất nhiều bác đón nhận này. Riêng con này thì hát hay, đánh hay, những căn phòng tầm 40m² đến 50m², đa số không cần súp, bởi vì nó có hai con bát súp rồi, hai con bát để xử lý bát với lại lời rất là tốt. Bình thường các bác hát karaoke ở gia đình các bác chỉ cần có một con bát 25 loa nằm đấy, nó chỉ có một con bát thôi. Mà các bác đã thấy đánh ác như vậy rồi, bây giờ một đôi nó 4 con bát 25 và 8 con tép thì không có lý do gì mà nó không sáng rồi. Không chất cả. Đây, về mặt trước của nó đây. Về mặt trước của nó đấy, được chưa? 2 con bát 25, 4 con tép. Một đôi vậy là 4 bát 25 và 8 tép. À, và riêng con đôi loa này thì các bác phải đánh từ âm ly 506 trở lên thì mới chịu được. Chứ 203 không thể đánh được, các bác chú ý nhé. 506 còn hơi đuối bởi vì nó 4 bát 25 chứ không phải là 1 bát 25. 4 bát 25. Loa full đây, về phía sau em mà quay nốt phía sau cho nó, về thông số phía sau đây, thông số phía sau. À, về phía sau của nó đây, đây về phía sau nó là loa acoustic trở kháng 8 ohm,
Con này là made in France nhá, made in France. Sản xuất theo của Mỹ hết, chất của xe là của Pháp. Sản xuất và thiết kế việc theo chuẩn của Pháp hết, made in France, xuất tại Pháp. Con này thì đang đứng top 1 trong dòng loa karaoke hiện nay tại em bán. Bởi vì nó vừa rẻ vừa chất vừa bổ rồi. Và cái lô hôm nay về nó sẽ là lô này là top 1 đứng tiếp lại. Tại sao? Bởi vì là nó là bass 25 gọn nhưng mà nó uy lực. Riêng con này bao cho các bác phang thoải mái, uy lực. Em chuẩn bị test ở ngoài sân vườn cho các bác luôn rồi. Ngoài trời luôn đấy. Không test trong nhà. Test ngoài trời nó mới chơi. Đấy, test ngoài trời luôn, được chưa? Không test trong nhà. Được chưa? Đấy, xong em sẽ làm nốt cái đồng đấy cho các bác. Được luôn, được chưa?